Hello mọi người, lâu lắm rồi mình không có giới thiệu mọi người cách trồng trọt hay trồng rau nhỉ mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách trồng rau tí tô, hướng dẫn và cách trồng như thế nào và cách bón phân như thế nào nha mọi người. Đây là rau tí tô nè mọi người. Cái này thì nó ra bông rồi. Cái này ở đây thì người ta để hộp nha mọi người, không có thu hoạch. Ra bông nè, bông nó vậy nè mọi người. Mình cũng không muốn mọi người đợi chờ lâu, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn nha mọi người. Trước tiên thì muốn trồng thì mình phải cày bừa đất thật kỹ và dọn cỏ thật sạch. Và sau đó thì mình bắt đầu lên liếp nha mọi người. Liếp làm rộng 1m đến 1m2, cao từ 18 đến 22cm. Phần đất thì nó hơi cao, luôn tơi xốp và có độ thoát nước tốt nha các bạn. Và các bạn có thể trộn với phân bò nè, phân gà, hoai bụt, hoặc là phân trùng quế, hay là sơ dừa, hay là vỏ trấu gì đó các bạn. Nhưng mình thì mình chỉ trộn với phân bò, phân gà thì mình thấy cũng đủ lắm rồi. Và có một điều các bạn nên lưu ý là các bạn cũng cần nên bón lót vôi nha các bạn. Và phơi ải khoảng 8 đến 10 ngày để tránh những mầm bệnh tiềm ẩn trong đất có hại cho cây trồng sau này nha các bạn. Tiếp theo là phần chọn lựa hạt giống. Các bạn chọn lựa ở những nơi cửa hàng có uy tín. Và để ý những cái bịch hạt giống và các bạn lựa những cái bịch hạt giống có những ngày sản xuất gần nhất nha các bạn, để cây nó có mức độ để mầm cao hơn. Và nếu các bạn trồng rau ở diện tích nhỏ thì mình lấy hạt giống mình đem đi ủ nha các bạn. Cách ủ hạt giống thì mình liều lượng là 2 sôi, 3 lạnh. Sau đó các bạn đem hạt giống bỏ vào nước để thời gian khoảng 6 đến 7 tiếng nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vớt hạt giống ra rồi mình đem đi ủ nha các bạn. Các bạn ủ trên một tấm vải nha các bạn. Và ngày nào các bạn cũng nên tưới phun sương nhẹ một lớp nước để hạt giống có mức độ nảy mầm cao nha các bạn. Và chúng ta để trong khoảng thời gian 3 ngày là được nha các bạn. Và lúc này thì các bạn có thể lấy hạt giống ra và các bạn trộn đều với tro nha các bạn. Sau đó các bạn rải đều trên luống. Và sau khi mình đã rải hạt giống xong rồi các bạn sẽ phủ lên một lớp đất nữa. Rồi các bạn sẽ tưới phun sương nha các bạn. Tưới phun sương đều lên luống luôn. Thì cách này thì giúp cho cây có mức độ nảy mầm cũng rất là cao. Và trong quá trình mình trồng các bạn, tầm khoảng 25 ngày. Thì lúc này thì mình có thể nhổ cây lên và mình đem đi cấy qua liếp khác nha các bạn. Lúc này thì cây cũng đã mọc là 5 đến 6 lá rồi. Thì mình trồng cây khoảng cách cây, hàng khoảng cách hàng là từ 14 đến 15cm. Sau khi mình đã cấy xong xuôi hết rồi đó các bạn, thì mình sẽ tưới nước nha các bạn. Mình sẽ tưới nước phun sương để cây nó mau bám rễ và nhanh chóng phục hồi nha các bạn. Và cây tí tô là một loại cây rất ưa nắng, chuộng ẩm ướt. Và thời tiết tháng 12 này nó cũng không có mưa các bạn, nó hơi khô hạn. Thì mình nên tưới nước đều đặn 3 lần mỗi ngày nha các bạn. Tùy theo mỗi gia đình, nhưng gia đình mình tưới là tầm khoảng 5 đến 6 giờ là buổi sáng, bữa trưa là 10 đến 11 giờ và buổi chiều là tầm khoảng 3 đến 4 giờ chiều nha các bạn. Và tiếp tục giai đoạn mình bón phân nha các bạn. Sau khi các bạn cấy khoảng tầm thời gian là 7 ngày thì lúc này các bạn có thể bón phân ure nha các bạn. Các bạn rưới nhẹ trên luống, mình không có rưới nhiều nha các bạn, để cho cây nó mau phục hồi và phát triển tốt đó các bạn. Sau đó từ ngày thứ 10 và ngày thứ 12 thì ta lại bón tiếp 300 đến 350kg phân lân hòa chung với bánh dầu. Ta lại tưới đều trên luống luôn nha các bạn. Cái này thì mình tưới trước lúc ra hoa nha các bạn nha. Mình ở đây thì mình hướng dẫn mọi người cách trồng khoảng trên 10.000 mét vuông nha mọi người. Và sau khi chúng ta trồng thời gian khoảng từ 40 đến 45 ngày thì các bạn có thể thu hoạch rồi nha các bạn. Các bạn có thể dùng kéo cắt cành chừa gốc là từ 8 đến 10cm. Sau đó các bạn lại tiếp tục chăm sóc từ khoảng 15 đến 20 ngày. Cây lại cho tiếp tục đợt thu hoạch tiếp theo nha các bạn. Bạn nên lưu ý là mỗi lần mình thu hoạch đó, thì mình nên làm cỏ thật sạch và vun gốc cho cây và bón phân cho cây như liều lượng mình đã nói trên nha các bạn. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu các bạn nào có ý kiến hay hơn thì hãy đóng góp với mình để mình cùng học hỏi và trao đổi thêm kinh nghiệm nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ sau. Các bạn nhớ nút like, chia sẻ và đăng ký giúp mình nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.